Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương. Xin được gửi lời chào tới toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc. Chào mừng toàn thể anh em cùng quay trở lại với video ngày hôm nay. Dũng Audi lại lên sóng, review, giới thiệu trực tiếp, báo giá trực tiếp tới toàn thể anh chị em trên mọi miền Tổ quốc về những đầu xe đang cùng có mặt tại chợ ô tô số 1 của chúng tôi. Trước mắt toàn thể anh chị em đang là một chiếc xe Hyundai Santa Fe nhập khẩu Hàn Quốc. Xe được sản xuất năm 2008. Hiện đang được trưng bày và giao bán tại Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương với giá bán 435 triệu đồng. Xin mời toàn thể anh em cùng đi một vòng để cùng tham quan về tổng thành, form dáng, ngoại thất, màu sơn cũng như những điểm đặc biệt của chiếc Santa Fe đời 2008. Xe được trang bị động cơ 2.2, máy dầu, số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc năm 2008. Form dáng đẹp, ngoại thất đẹp, mọi chi tiết còn nguyên bản, được chủ nhân vô cùng giữ gìn. Giá tiền thì vô cùng hợp lý, chỉ với 435 triệu đồng chúng ta đã sở hữu được một chiếc xe SUV gầm cao, form dáng cực kỳ tuyệt vời. Xe này là xe nhập khẩu, động cơ 2.2 máy dầu, nhập khẩu Hàn Quốc, giá bán 435 triệu đồng. Sau khi cùng đi qua một vòng để cùng theo dõi về tổng thành, form dáng, ngoại thất, màu sơn, ngay bây giờ xin mời toàn thể anh em sẽ cùng đến với những chi tiết được trang bị trên xe. Một chiếc xe còn rất đẹp. Đầu tiên ạ, phần lưới tản nhiệt được ốp mạ chrome rất đẹp. Xe được trang bị đèn bi xê lông siêu sáng. Đèn bi xê lông siêu sáng, đèn gầm cũng là đèn bi luôn. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị 4 la răng đúc, 4 phanh ABS, vô cùng an toàn trên các cung đường, chống bó cứng phanh. Tay nắm cửa mạ chrome, ốp viền mạ chrome. Bên trong của Santa Fe 2008 được trang bị gương kính điện cục điện, bàn phím tích hợp trên vô lăng. Xe cũng được trang bị hệ thống đèn chiếu xa gần, chống trơn trượt tự động. Táp lý táp lô hai màu, màu đen và màu kem. Ghế da màu kem, ghế chỉnh điện 3 chế độ. Ghế da nguyên bản đây ạ, còn zin tới từng đường kim mũi chỉ. Trần nỉ có cửa sổ nóc. Bên trong của Santa Fe đầu tiên, đó chính là màn hình cảm ứng tích hợp camera lùi, màn hình cảm ứng công nghệ 4.0. Lắp SIM vào thôi là chúng ta có thể đầy đủ các tính năng và công nghệ, nghe nhạc, xem phim, đọc báo, bản đồ chỉ đường, định vị GPS. Hệ thống điều hòa tự động, hộp số tự động zích zắc. Bên cạnh đó thì xe cũng được trang bị camera hành trình và gương chiếu hậu cũng tích hợp màn hình. Bên trong nội thất rộng rãi, đảm bảo sự thoải mái cho người sử dụng. Xe đời 2008, động cơ 2.2, máy dầu. Bây giờ đây chúng ta sẽ kiểm tra từng chi tiết, từ đai ốc cho tới keo chỉ của xe. Đây là cửa trên cánh lái. Phần đai ốc còn nguyên, đai ốc còn rất mới và đẹp.
Tiếp đến chúng ta sẽ cùng kiểm tra tới phần keo chỉ của xe. Đây là phần keo chỉ của xe. Nó cho chúng ta biết được rằng xe của chúng ta có bị đâm đụng hay không, có bị va quẹt hay không. Và mọi chi tiết của nó đều cho chúng ta thấy rằng đây là một chiếc xe còn nguyên bản, được giữ gìn. Phần keo chỉ, tất cả mọi cái đều được vô cùng ăn khít, không bị mối mọt, không đứt gãy. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng đến với phần cửa sau của cánh lái để cùng kiểm tra những chi tiết như đai ốc đây. Đai ốc, phần đai ốc phía dưới ạ. Phần keo chỉ ạ. Vâng, tất cả đều còn nguyên. Phần keo chỉ đây ạ. Rất tuyệt vời. Điều hòa hai vùng độc lập. Đó. Khoang nội thất bên trong rất rộng rãi. 4 la răng đúc, 4 phanh ABS. Phía sau của xe được trang bị cảm biến sau xe. Đây là cảm biến sau xe, phát tín hiệu cảnh báo khi chúng ta gặp chướng ngại vật. Vô cùng an toàn. Xe cũng được trang bị camera lùi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần cốp sau của xe. Đây là phần cốp sau của xe. Sau khi chúng ta đã gặp hàng ghế cuối cùng lên, để lộ một không gian chứa đồ vô cùng thoải mái. Và đây ạ. Điều hòa từng vùng riêng biệt. Rất đẹp ạ. Xe được trang bị thêm những phụ kiện gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Đây ạ. Đây là hệ thống thiết bị nâng hạ, cũng như là những trang thiết bị để cứu trợ khi xe gặp hỏng hóc, sự cố. Phần lốp sơ cua ở phía sau, dưới gầm đấy ạ. Lốp sơ cua, gầm bệ chắc chắn. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng kiểm tra tới phần đai ốc ở nắp cốp. Đây, đây là phần đai ốc ở nắp cốp, cũng như keo chỉ ở nắp cốp. Phần đai ốc đây ạ. Đây là phần keo chỉ. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra đến từng chi tiết nhỏ, để cho tất cả anh chị và các bạn có được những cái nhìn toàn cảnh hơn về chiếc xe đang được review ngày hôm nay. Đây là phần keo chỉ ở phần máng nước. Keo chỉ còn vô cùng ăn khít, chắc chắn rằng là không có hiện tượng thẩm thấu nước vào trong cốp của chúng ta được nhé. Rất tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần cửa phụ. Đầu tiên là phần cửa sau. Chúng ta cùng kiểm tra phần đai ốc. Đó, phần đai ốc. Phần keo chỉ của xe. Không mất đi đâu một phân chỉ nào của anh em cả. Rất tuyệt vời. Phần keo bên trên cũng vậy, không mối mọt đứt gãy, không mất đi đâu một đoạn keo là hết. Đây là phần cửa phụ cánh trên. Đó, đai ốc còn nguyên bản. Keo chỉ đây, keo chỉ zin.
Và cuối cùng, chúng ta sẽ cùng đến với phần nắp capo cũng như phần động cơ của xe. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra để xem rằng nắp capo như thế nào, phần động cơ ra sao. Đây ạ, đây là toàn bộ phần động cơ cũng như phần nắp capo của xe. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đi kiểm tra từ phần đai ốc tới phần keo chỉ. Đây là phần keo bảo vệ, còn rất đẹp. Keo chỉ thẳng tắp, rất đẹp luôn. Đây là phần đai ốc. Tiếp đến đó là phần đai ốc bên tai xe, phần ụ giảm sóc, phần càng sắt xi, phần thân giằng. Tất cả mọi chi tiết đều còn rất đẹp, rất tuyệt vời. Đây ạ, đai ốc phía dưới đây, gioăng phớt đây, còn nguyên, không có hiện tượng da dầu chảy dầu. Bên trong rất là khô ráo, sạch sẽ. Đây là phần động cơ của xe. Xe được trang bị động cơ 2.2, máy dầu. Toàn bộ không gian bên trong còn rất sạch đẹp. Nghe tiếng đóng mở cốp thôi, nghe rất là êm tai. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng đi một vòng để cùng tham quan toàn bộ những chi tiết về ngoại thất, nội thất và những trang thiết bị được lắp đặt trên xe. Chúng ta có thể đi đến một kết luận rằng đây là một chiếc xe còn rất chất lượng. Anh chị em có thể xem xe, lái thử xe, trải nghiệm trực tiếp tại địa chỉ Lô 14.3, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Anh chị em ở xa cũng có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo hoặc gọi điện thoại trực tiếp tới số hotline 0855 966 966. Dũng Audi sẽ có những tư vấn cụ thể, gửi hình ảnh, gửi video báo giá cho toàn thể tất cả anh chị em trên mọi miền Tổ quốc. Những ai chưa đăng ký kênh, vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mỗi khi Dũng Audi lên sóng livestream trực tiếp trong 2 khung giờ hàng ngày: buổi trưa từ 11 giờ cho tới 12 giờ, buổi tối từ 20 giờ cho tới 21 giờ. Dũng Audi xin được cảm ơn những tình cảm ủng hộ của toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc đã dành cho Dũng Audi trong suốt những năm tháng vừa qua. Video ngày hôm nay xin phép được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em trong những video tiếp theo.